Ca sĩ Hiền Thục, là mẹ đơn thân 21 năm, 42 tuổi được khen như thiếu nữ. Với nhan sắc tươi trẻ, vóc dáng thon gọn, ca sĩ Hiền Thục được người hâm mộ ưu ái gọi bằng danh xưng mỹ nhân không tuổi. Ca sĩ Hiền Thục sinh năm 1981, được tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ và thành danh sớm. Cô nổi tiếng cùng thời với loạt ca sĩ Mỹ Tâm, Quang Vinh, Quang Lê, Lệ Quyên. Hiền Thục gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát ngọt ngào, sâu lắng. Cô có các ca khúc nổi bật như Nhật ký của mẹ, Hồn quê, Điều em lo sợ.